Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Sửu, chi tiết chính xác nhất về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi Sửu khai vận. Và sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi với người tuổi Sửu bước sang tháng 2 âm lịch năm 2022, tức là tháng Quý Mão, năm nhâm dần này cho thấy, với người tuổi Sửu sẽ có một tháng khá tất bật với nhiều dự định và nhiệm vụ cần thực hiện ngay chứ không thể đủng đỉnh được. Chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh sẽ dễ dàng sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, năng lực cũng được phát huy cao độ. Tháng có nguyệt lệnh lâm quan đới báo hiệu sự nghiệp của Sửu có chuyển hướng tốt đẹp con giáp này ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể, tăng cường sự hiện diện trong các dự án quan trọng của đơn vị, từ đó nâng cao vị thế và uy tín của mình. Tử vi tuổi sửu tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng quý mão này với người tuổi sửu, nhờ nguyệt lệnh lâm đất quan đới, nên đường công danh sự nghiệp của con giáp này có nhiều điểm sáng bản mệnh được vận khí ủng hộ thúc đẩy tinh thần nên làm việc hăng say nghĩ thật làm thật cộng thêm với cách thức tiến hành mọi việc chuyên nghiệp chu toàn cảm giác tuổi sử sẽ dễ dàng gặt hái thành công hơn người khác đây cũng là dịp phù hợp để bạn tiến hành hợp tác làm ăn đầu tư mở rộng kinh doanh có thể chủ động bắt tay làm việc cùng những đối tác có chung mục tiêu phấn đấu và nhất là đôi bên đều biết giữ chữ tín sự hợp tác ấy sẽ sớm mang về lợi nhuận cho cả hai bên lại thêm trong tháng có dịch mã chiếu mệnh đây là động tinh thôi thúc hành động hầu như bản mệnh không ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng tất bật chạy đôn chạy đáo lo công chuyện hãy yên tâm cái gì cũng có giá của nó cứ nhiệt tình phấn đấu ắt có ngày thu về thành quả lớn bạn càng sông sáo chủ động nhận nhiệm vụ thể hiện bản thân nhiều hơn thì càng dễ được ghi nhận xứng đáng có thể thấy con giáp này ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể tăng cường sự hiện diện trong các dự án quan trọng của đơn vị từ đó nâng cao vị thế và uy tín của mình Tuy nhiên, việc bạn tỏa sáng cũng khiến bạn dễ rơi vào tầm ngắm của những kẻ tiểu nhân sẵn lòng ghen ghét. Sự xuất hiện của thiên quan chiếu mệnh khiến tình trạng tranh quyền đoạt thế hay cạnh tranh không lành mạnh có thể xảy ra. Nếu không đầu tư thời gian, công sức để xử lý hết những chuyện đó, e rằng họa thị phi khó tránh. Làm gì bản mệnh cũng cần khiêm nhường và thận trọng, đừng để cái tôi cao ngạo của mình gây điều phiền phức cản trở thành công. Nếu biết khiêm nhường, hành xử khéo léo và giữ thái độ điềm tĩnh, mọi việc sẽ được tiến hành trôi chảy hơn, bản mệnh sẽ không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Công việc trong tháng này khá nhiều, điều đó đồng nghĩa bạn sẽ phải tất bật và bận rộn hơn với nhiều dự định và nhiệm vụ cần thực hiện ngay chứ không thể đủng đỉnh được. Dù vậy, chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh sẽ dễ dàng sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, năng lực cũng được phát huy cao độ. Nhìn chung trong tháng này thách thức và cơ hội song hành. Vượt qua được khó khăn trước mắt bạn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Từ vi tuổi sửu tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tài lộc. Vận trình tài lộc trong tháng quý mão năm nhâm dần của người tuổi sửu duy trì ở mức ổn định, nguồn thu nhập chính vẫn dựa vào chính tài tức khoản thu từ công việc cố định. Tuy cũng có thêm nguồn thu phụ nhưng khá ít vì thứ tài vẫn chưa thực sự khởi sắc. Trong thời gian này, tốt hơn hết bản mệnh nên tập trung thời gian làm công việc chính của mình. Đừng ôm đồm quá nhiều công việc phụ mà ảnh hưởng chất lượng việc chính đặc biệt nguyệt lệnh quan đới chỉ hỗ trợ đắc lực cho những ai mạnh mẽ quyết đoán còn người do dự để chuyện tình cảm chi phối vào việc làm ăn sẽ khó đạt được những gì mong muốn ngoài ra bạn cũng nên dành thêm thời gian để học hỏi tìm tòi sâu kiến thức nhằm nâng cao chuyên môn rất có lợi cho con đường phát triển sự nghiệp cũng như làm giàu của bạn về sau này nhìn chung với cách chi tiêu cân đối của tuổi sửu bạn vẫn có đồng ra đồng vào không lo túng thiếu có điều, dịch mã xuất hiện khiến bạn có thể phải đi lại nhiều trong tháng để giải quyết công việc nên chi phí cũng không nhỏ, cần tự nhắc nhở bản thân luôn tuân thủ kế hoạch tiết kiệm mình đã đặt ra. Có thể con giáp này không mấy thoải mái với việc phải dịch chuyển thường xuyên nhưng nếu đó là điều cần thiết cho việc làm ăn thì đừng ngần ngại thử thách bản thân nhiều hơn. Nếu bạn hoạt bát thể hiện được khả năng tính toán và phát huy bản tính cẩn thận của mình, rất có thể tháng sau bạn sẽ nhận được khoản thu dùng rỉnh cho nỗ lực trong tháng này của mình tử vi tuổi Sửu tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tình cảm. Xem tử vi tình duyên tháng 2 năm 2022 âm lịch của tuổi Sửu, bạn đang phải chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm của bạn sẽ phải trải qua nhiều bấp bênh và sóng gió. Mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu với người độc thân, tình yêu ví như cá nước chim trời, khó nắm bắt. Cơ hội vẫn có, song đều vì nguyên nhân chủ quan từ phía bạn nên lại trôi tuột mất thời gian này bạn khá bận rộn với công việc, không có thời gian và cũng chưa muốn mở lòng để đón nhận tình cảm mới. Sự nghiệp dường như đã chiếm hết quỹ tích thời gian và mối quan tâm của con giáp này, nên dù có người tiếp cận bạn cũng tỏ ra khá thờ ơ và lạnh nhạt. Nếu chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, bạn cũng nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình, thậm chí còn ảnh hưởng tới danh tiếng bản thân. Người đã kết hôn cẩn thận đào hoa giữ phá hỏng hạnh phúc gia đình khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Những mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái sẽ đẩy hai vợ chồng xa nhau hơn, dễ nảy sinh tâm lý ra ngoài tìm sự bình yên khác. Người tuổi Sửu vốn là người sống tình cảm nên bạn cũng rất dễ bị cám dỗ, những lúc thấy yếu lòng hãy nghĩ tới việc cảm xúc nhất thời liệu có đáng để bạn đánh đổi hạnh phúc cả cuộc đời mình không. Tử vi tuổi Sửu tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sức khỏe nhìn chung thể trạng của người tuổi sửu trong tháng 2 âm lịch vẫn được xem là bình ổn, không xảy ra biến động lớn hay mắc bệnh tật nguy hiểm nào, có trang chỉ là vì vài tình trạng khó chịu do cơ thể lao lực quá mức. Tháng này sức khỏe của tuổi sửu có dấu hiệu sa sút chủ yếu do phải dịch chuyển nhiều hoặc lo nghĩ cho công việc. Một số triệu chứng nhắc nhở bạn nên quan tâm hơn tới bản thân như mất ngủ, đau đầu theo cơn, ăn uống kém ngon, đau dạ dày. Tuy nhiên, đó đều là vấn đề đến từ thể chất nên bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình hình bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tẩm bổ cơ thể, rèn luyện thể dục thể thao. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi sửu trong tháng 2 năm 2022 âm lịch. Tuổi kỳ sửu, thuộc mệnh hỏa, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, sự nghiệp có nhiều điểm sáng, nghĩ thật làm thật. Quý nhân, người tuổi tỵ, người tuổi dậu. Tiểu nhân, người tuổi mùi, người tuổi ngọ màu sắc may mắn, vàng, cà phê. Tuổi tân sửu, thuộc mệnh thổ, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, đề phòng tiểu nhân gây thị phi, cạnh tranh do sinh lòng ghen ghét. Quý nhân, người tuổi hợi, người tuổi tí. Tiểu nhân, người tuổi mùi, người tuổi tuất. Màu sắc may mắn, màu xám, màu nâu. Tuổi quý sửu, thuộc mệnh mộc, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, nên tập trung vào công việc chính để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định. Quý nhân, người tuổi tí, người tuổi tỵ tiểu nhân người tuổi tuất người tuổi ngọ màu sắc may mắn màu đen màu đỏ tuổi ất sửu thuộc mệnh kim nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết chuyện tình cảm phải trải qua nhiều bấp bênh và sóng gió quý nhân người tuổi mão người tuổi hợi tiểu nhân người tuổi dần người tuổi thân màu sắc may mắn màu vàng kim màu trắng tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nam thái âm nữ thái bạch khẩu quyết nên cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi tẩm bổ cơ thể quý nhân, người tuổi Tý, người tuổi sửu. Tiểu nhân, người tuổi dậu, người tuổi ngọ. Màu sắc may mắn, màu tím, màu nâu. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tháng 2 âm lịch năm nhâm dần của tuổi sửu, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.